Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 2 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đại tướng Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại Đảng bộ xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang. Tiểu ban văn kiện chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức họp tham gia ý kiến xây dựng dự thảo lần 2 báo cáo chính trị trình đại hội. Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích và du lịch. Phát khẩu trang miễn phí cho người dân phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 tại Đảng bộ xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang. Cùng dự có đồng chí Quản Minh Cường, Phó Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Tô Lâm vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên nói chung, xã Nghĩa Trụ nói riêng đạt được trong thời gian qua. Bước sang năm mới 2020, đồng chí đề nghị Đảng bộ Nghĩa Trụ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển đô thị trong tương lai, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn nữa đời sống các gia đình chính sách, xã hội người nghèo, đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Văn Giang đã trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Nghĩa Trụ. Cùng trong sáng nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới dự và trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên tại Đảng bộ phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên và Đảng bộ thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại Đảng bộ phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Cảo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Tại Đảng bộ thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ đã trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Phách, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Cũng tại hai đảng bộ trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm cho các đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các đảng viên được trao huy hiệu Đảng đúng dịp cả nước đang kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, và ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong quá trình hoạt động, công tác, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, nhiều đồng chí được trao huy hiệu Đảng đợt này là những lớp cán bộ đầu tiên của tỉnh thời kỳ mới tái lập, là những người đặt nền móng, tạo điều kiện ban đầu để tỉnh đạt được những thành tựu nổi bật sau trên 20 năm tái lập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ mong các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, gia đình nhằm xây dựng cộng đồng dân cư nơi sinh sống đoàn kết, phát triển và tiếp tục có ý kiến đóng góp xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu mạnh về mọi mặt. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 31 tháng 1, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tiểu ban văn kiện chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức họp tham gia ý kiến xây dựng dự thảo lần 2 báo cáo chính trị trình đại hội. Tại cuộc họp, thành viên tiểu ban văn kiện góp ý bổ sung thêm các ý, báo cáo chính trị cần phải cập nhật số liệu mới nhất trước khi diễn ra đại hội, bởi hiện nay các số liệu chỉ tính đến hết năm 2019, cần đưa thêm vào báo cáo các mục tiêu về sử dụng nước sạch, quy hoạch xây dựng các khu cụm công nghiệp, khu đô thị, cho đến các mục tiêu khác về thu gom, xử lý nước thải, rác thải ở khu vực nông thôn để chống ô nhiễm môi trường, thu gom tái sử dụng chất thải chăn nuôi, cũng như mục tiêu về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu thành viên tổ biên tập,
tổ giúp việc tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tiểu ban văn kiện, căn cứ vào đề cương đã được thông qua cũng như theo các chỉ đạo của Trung ương để chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo. Bí thư tỉnh ủy lưu ý báo cáo chính trị không đi vào chi tiết mà chủ yếu vạch ra định hướng, đường hướng phát triển cho nhiệm kỳ tới, trong đó có các khâu đột phá trọng tâm, chiến lược lớn ở một số lĩnh vực mà tỉnh có nhiều thế mạnh phát triển. Cũng tại cuộc họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã truyền đạt văn bản mới của Ban Bí thư về triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi corona, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tiếp và làm việc với đoàn cán bộ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội về đầu tư tại Hưng Yên. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và giám đốc một số sở ngành. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giới thiệu khái quát về mảnh đất và con người Hưng Yên, đồng thời mong muốn Đại học Bách khoa Hà Nội đầu tư tại Hưng Yên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với trường Đại học Bách khoa Hà Nội để nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, sớm khởi công xây dựng cơ sở 2 trường Đại học Bách khoa Hà Nội tại xã Tân Tiến và Long Hưng, huyện Văn Giang với diện tích 75 ha. Ban liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại thành phố Hải Phòng vừa tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020. Tới dự có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội đồng Hương Hưng Yên tại thành phố Hải Phòng hiện có trên 830 hội viên. Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt đầu xuân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã tặng hoa và quà của tỉnh chúc mừng năm mới Hội đồng Hương Hưng Yên tại thành phố Hải Phòng. Đồng thời thông báo tới các hội viên khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh năm 2019 và định hướng những năm tiếp theo. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn bà con đồng hương Hưng Yên tại thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương Hưng Yên văn hiến, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tiếp tục có nhiều hoạt động góp phần xây dựng địa phương nơi mình sinh sống và hướng về quê hương Hưng Yên. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gọi tắt là nCoV đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh nCoV chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV tỉnh. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc phòng chống dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra phải tiếp tục được thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là nêu cao vai trò của người đứng đầu các đơn vị địa phương, tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh kể cả phải chấp nhận thiệt hại về kinh tế để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân. Các địa phương phải chủ động tiến hành ngay việc phun thuốc khử trùng tại các cơ quan, đơn vị trường học, đặc biệt thực hiện việc rút giấy phép kinh doanh đối với các quầy thuốc, hiệu thuốc, đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư trang thiết bị y tế, phòng chống dịch bệnh. Các đơn vị bưu chính không nhận gửi bưu phẩm là khẩu trang, nước sát trùng ra nước ngoài. Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các đơn vị địa phương nhanh chóng triển khai kế hoạch phòng chống dịch, bảo đảm xuyên suốt từ cấp tỉnh, huyện, xã, thôn, xóm, kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ngành y tế tổ chức tập huấn cho đội ngũ y tế thôn để tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh ngay từ cơ sở, rà soát bổ sung các trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, biên soạn tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, đoàn viên, hội viên để hiểu rõ về tác hại, cách phòng chống dịch bệnh, thường xuyên cập nhật các thông tin mới, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành liên quan, mỗi cán bộ chấp hành nghiêm các khuyến cáo của Tổ chức Y tế đưa ra và là một tuyên truyền viên tích cực,
thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát việc triển khai các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công điện số 174 ngày 1 tháng 2 năm 2020 về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội du lịch và kế hoạch số 15 ngày 1 tháng 2 năm 2020 về việc triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Và sau đây chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nội dung công điện nêu rõ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở ngành đoàn thể tỉnh có liên quan khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau đây. Đối với hoạt động lễ hội di tích, tạm dừng tổ chức các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc, phải giảm quy mô, thời gian tổ chức lễ hội, giảm các hoạt động trong lễ hội, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia, bảo đảm các điều kiện về phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân hạn chế tham gia hoạt động du xuân, lễ hội, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại các hoạt động lễ hội di tích. Đối với hoạt động du lịch, yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tạm ngừng các hoạt động lữ hành tới tỉnh, thành phố đang có dịch, có người nhiễm bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào địa phương. Đối với khách du lịch Trung Quốc đang thực hiện chương trình du lịch tại Việt Nam, đặc biệt là tại Hưng Yên, phải thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, theo dõi chặt chẽ lịch trình, sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di chuyển. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh liên quan đến khách du lịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, cần chủ động phối hợp với các cơ sở y tế, địa phương thực hiện cách ly theo đúng quy trình hướng dẫn của ngành y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi du lịch đến vùng có dịch. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Sau khi có thông tin về sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona từ Trung Quốc, nhiều người đã đổ xô đi mua khẩu trang, thuốc phòng bệnh. Tại Hưng Yên, nhiều nhà thuốc, cửa hàng bán thuốc Tây đều cháy các mặt hàng này, và nhất là khẩu trang y tế. Em ơi, khẩu trang em hết sạch rồi. Những ngày này, tại các cửa hàng bán thuốc Tây đối diện với Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên luôn đông khách. Nhiều người kỳ vọng đến đây để mua được khẩu trang y tế. Tuy nhiên, trái với mong đợi của khách hàng, các hiệu thuốc tại đây đều thông báo hết hàng. Thậm chí, một số hiệu thuốc đã trưng biển thông báo hết khẩu trang. Khẩu trang thì trước thì 1.000 một cái, và bây giờ thì đắt lên thì 2.000, rồi cái loại tốt thì 5.000, người ta toàn bán hết rồi. Bao nhiêu chỗ từ Đa khoa về đến đây người ta bỏ hết khẩu trang rồi, không có. Cháu nhà cô vừa đi mua không có. Đấy, phải đặt trên mạng đấy, một hộp trả bên bỏ 50 cái như 250. Lo lắng trước mức độ lây lan và diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, những ngày này người người nhà nhà đổ xô đi mua khẩu trang y tế, nước rửa tay và thuốc hỗ trợ tăng sức đề kháng. Trước nhu cầu bức thiết của nhân dân, phóng viên đã có cuộc khảo sát tại huyện Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên, những địa điểm có nhiều cửa hàng thuốc Tây và là địa phương có đông dân cư cho thấy, hầu hết các cửa hàng đều thông báo hết hàng khẩu trang, chỉ có mặt hàng thuốc hỗ trợ tăng sức đề kháng vẫn giữ nguyên giá và dễ mua. Ngày hôm nay phải hàng nghìn người hỏi, chủ yếu là khẩu trang bán đến hôm qua là sạch bách luôn rồi, chia lẻ ra bán cho một người, để cho ai cũng có để dùng nhưng mà không còn. Nước rửa tay ngày xưa em bán có 80.000, đến bây giờ nó tăng lên đến 200-300.000. Trước thì nhà cửa hàng chúng tôi thì có bán với số lượng là trung bình, nhưng mà hiện tại thì là do có đợt dịch cúm nên là số lượng khách hàng là tăng cao, hàng thì bị cháy hàng, không có hàng để bán. Nhưng mà hiện tại thì muốn lấy hàng thì không có. Lợi dụng nhu cầu bức thiết của người dân, một số cá nhân đã tự tăng giá mặt hàng khẩu trang. Nếu bình thường một chiếc khẩu trang như thế này được bán với giá 20 đến 25.000 đồng thì nay
được đội giá lên đến 80.000 đồng một chiếc. Khẩu trang thì thật sự ra hỏi trong bệnh viện cũng hết, phải chạy ra ngoài mua. Ra ngoài mua thì giá hẳn thì đẩy rất cao. Có chỗ em mua thì là có 100.000 hộp, có chỗ thì nó đẩy rơi tầm 250. Nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng găm hàng, tự đẩy giá khẩu trang tăng cao kiếm lợi bất chính trước đại dịch, ngay trong hội nghị trực tuyến quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo không được phép tăng giá khẩu trang, phải giữ nguyên giá và yêu cầu ngành y tế rút ngay giấy phép kinh doanh hiệu thuốc, cửa hàng nào găm hàng hoặc tăng giá bán khẩu trang. Nhiều nhà thuốc, quầy thuốc hiện không còn khẩu trang để bán, số còn lại thì bán với giá cao hơn nhiều so với giá bình thường để kiếm lời. Thế nhưng, hệ thống quầy thuốc tốt 24 giờ tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cử và một số cá nhân khác lại đang phát khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Trong ngày 1 tháng 2, quầy thuốc tốt 24 giờ xã Quang Hưng, huyện Phù Cử phát miễn phí khoảng 15.000 chiếc khẩu trang y tế cho người dân. Cùng với phát khẩu trang, nhân viên quầy thuốc cũng tư vấn cho người dân về cách sử dụng khẩu trang để tăng hiệu quả phòng virus corona. Người dân rất là khó khăn trong cái việc tiếp cận để mua được một hộp khẩu trang. Chính vì vậy mà quầy thuốc đã dừng cái việc mà bán hàng lại để phát miễn phí cho người dân. Không vì thời điểm mà giá cả khẩu trang nó lên như này mà bên em trục lợi để mà kiếm lợi nhuận cho quầy thuốc. Vì bên em là tôn chỉ với là chung tay xây dựng cái cộng đồng khỏe mạnh. Với mong muốn ai cũng có khẩu trang để phòng virus corona, mỗi người tới đây được phát một chiếc khẩu trang. Các cụ già không ra ngoài được sẽ được con cháu lấy hộ. Các cháu ở đây là tuyên truyền rồi là phát khẩu trang cho chúng tôi rất là phấn khởi. Tại thành phố Hưng Yên, chị Nguyễn Thị Duyên, chủ salon Thuấn Du Quang, khu phố Điện Biên 2 cũng đang phát miễn phí 1.000 chiếc khẩu trang người lớn và trẻ em cho người dân. Trên mạng xã hội Facebook, một số tổ chức cá nhân đã đăng tải thông tin phát khẩu trang miễn phí tại một số điểm trên địa bàn tỉnh. Việc phát khẩu trang miễn phí vào thời điểm này cho mọi người của một số quầy thuốc và tổ chức cá nhân là điều đáng trân trọng, góp phần tích cực vào việc phòng chống dịch bệnh do virus corona. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng là bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Mong rằng những việc làm tử tế và có ý nghĩa nhân văn này sẽ được nhiều đơn vị tổ chức cá nhân hưởng ứng mạnh mẽ. Khuyến cáo về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona của Bộ Y tế. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mắc bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe. Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa, tăng cường lưu thông không khí trong phòng. Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm. Người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh không nên đi du lịch đến nơi đông người. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.